chỗ này lên ảnh đẹp chứ ta. Bên đây có mặt nằm mà. Đẹp ghê quá. Quá đẹp. À, em trai quê đâu? Dạ em ở Phú Tân. Phú Tân mình ở đây mà. Em trai còn đi học không? Sinh viên. Sinh viên luôn ha. Lớp mấy rồi? Dạ sinh viên năm 3. Nói à, sinh viên năm 3. Ngành gì? Có gì thực vật. À. À, anh đi luôn nha. Dạ. Gặp được một bạn ở Phú Tân nha các bạn. Có rảnh bấm vô DO 86 gặp nha. Dạ. Anh em giao lưu. Rất rẻ luôn mà. Mình đi giỏi lắm các bạn, đi bay bay luôn. Đi xiên luôn. Đi cắt kiểu. Dạ. Em đang YouTuber á. Chị rảnh bấm vô DO 86 gặp à. Quá đẹp luôn. Rồi mình lại qua đây nữa các bạn. Mình thích đi bên đây. Vậy cứ nói vậy, tấm này. DO. DO. Ta gì? À, 86 gặp. Đẹp lắm. Dạ. Gặp cuộc hành trình của bữa nay đi nè. Chị đi với gia đình hay vậy? Đi chung với cô. Đi gia đình đi hết. Đẹp quá ta, đẹp. Quay đi thì cái quay đáng gì đẹp. Cực kỳ luôn. Rồi hồi mình đi xuống đi nào cô? Đi đó chứ luôn. Rồi ra lộn nhựa đi xe đò đó. Đi dựng ra lộn nhựa đi qua bên ông xã xuống mà. Để thứ 3 mà dựng xã xuống 4. Xuống rồi lại cắm ngủ một đêm rồi sao đi xã. Cái đó là cô này cô đi tour luôn hả gì? Hả? Đi giáp mấy bảy núi luôn hả gì? Luôn cắm. À. Còn như đi bốn con thẻ đi giác bốn con. Dạ. Chắc con phải tạm biệt cái cô tại đây à. Cảm ơn cô thật là nhiều nha. Cô tạm biệt các bạn luôn các bạn. Em đi đây, em đi thẳng xuống ra chỗ chùa, em đi thẳng xuống, em đi xuống đó, em đi lại chỗ để giác nãy. Dạ, đúng rồi. Thì con cảm ơn nhiều luôn nha. Bye cô luôn nha. Ủa đi chỗ này hả? Cuộc hành trình với cô kết thúc nha các bạn. Sớm giờ đeo bám cô rất là dài luôn á. 30 phút mà. Thôi em dậy luôn nha. Ủa sao đi xuống đi đường nào ta? Rồi. À, mình sẽ xuống nha các bạn. Xuống kết thúc cuộc hành trình này luôn nha. Đi xuống đi rất là khỏe các bạn ơi, mau lắm. Nói chung ở đây quá trời tuyệt đẹp luôn. Không có chê vào đâu được chứ. Bạn xem quá đẹp. Sao mà nước được cái màu một cái màu xanh rất là đẹp luôn á. Dạ lên rất là đẹp. Rồi xuống luôn các bạn ơi, tiếp tục xuống nha. Đi lên thì nó mệt thì các bạn đi xuống khỏe lắm. Xuống đưa cái mặt đi trước là rất là khỏe luôn. Quá khỏe. Rất tuyệt vời luôn nha. Rồi tiếp tục đi xuống nữa nha các bạn. Xuống chỗ đẩy dép nè. Mô phạt. Phải chỗ xuống không trời? Đúng rồi. Cái chỗ này nãy mình đi lên nè các bạn.
mình đi lên rồi mình đi xuống lại mình cũng không không nhớ luôn. Rồi mình hết nhớ đường về các bạn ơi. 6 giờ thì mình chỉ nhìn đi, đi xuống là mình cứ việc đi được mà không giờ lạc đâu. Mình nhớ mãi mãi rồi nè. Đó. Xuống rồi nè bạn ơi. Vì sự trang nghiêm thanh tịnh của bổn tự. Xin rồi tới chỗ đáy dép các bạn ơi, quá trời mừng. Đây là dép quyền thoại các bạn. Quá trời mừng luôn. Rồi mình cũng xin kết thúc cái video tại đây nha. Mình cảm ơn tất cả những người bạn đã yêu quý mình thời gian qua nha. Các bạn thấy hay thì để lại mình một like, một share, một đăng ký để ủng hộ kênh mình nha các bạn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn luôn nha. Bye bye. Mới chết hả? Được rồi, năm thì nhiều rồi. Chú này uống vô là chết liền, chờ không uống. Chú này nói gì chết chết nguy hiểm mất mà. Hey. Hello you. Chào you. Gặp những người.